nát sừng đôi kẹp sừng đôi cay sừng đôi lơ lối sừng nói xăm nốt dịch xăm tiếng việt hỡi những linh hồn ngự trị trên trời cao, hãy xuống đây danh sáng dương trần, hãy xem đây là nơi quán trọ, hãy về đây về đây về đây. Ta chính là phù thủy, bao nhiêu năm nay ta ở trong đây tu luyện hàng ngàn năm, và bây giờ là thời khắc đặc biệt nhất. Ta sẽ đi xuống núi và làm những chuyện ác ôn nhất. Trên núi là có hải tặc. Được rồi, yêu nghiệt, hãy xem đây, hồ biên. Ngang lắm, giỏi lắm, dám vô đây mà cướp đồ của ta. Mày đâu, đưa đi lò bắt quái. Ngươi sẽ bị trừng phạt. Hey! Đây là cái ốc chòm, ta sẽ cho ngươi banh thay. Hãy xem đây, yêu nghiệt. Được rồi, bây giờ ngươi hãy chết đi. Đấy. 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 Sao con thành như vậy rồi? Đây là cái nghiệp ngươi phải trả. Bây giờ ngươi sẽ ở đây và làm vợ ta suốt đời. Bà ơi, bà thả cho con đi bà. Ta là ma không phải bà. Bay đâu, giải nó vô. Và bây giờ ta sẽ đi xuống núi làm chuyện ác ôn đây. Thế là đã 3 ngày 3 đêm không ăn không ngủ, và bây giờ ta đã đến được trái đất. Ôi, trái đất thật là đẹp, thật là dễ thương. Ôi, tiếng nhạc ở đâu vậy? Tiếng nhạc này chắc chắn là có người xuất hiện đây. Ta phải núp vô đâu đó mới được. Ai đây? Em là cô bé bán chim. Em là cô bé bán chim. Cô chú ơi mua chim giùm con. Cô chú ơi mua chim giùm con. Chú ơi mua chim giùm con. Ta không mua, đi chỗ khác. Ta là người xấu. Không phải là người xấu đâu. Ta là người xấu. Mặt chú hề lắm, hề lắm, hề lắm. Mặt người ta vậy mà hề. Đi chỗ khác, ta ăn thịt ngươi bây giờ. Chú là người tốt. Ý, chết. Mưa rồi. Chú ơi, vô đây nè. Vô làm chi? Không thấy bệnh đó. Thôi, ta là người xấu, ta không có vô trọng đâu. Chú là người tốt. Người xấu. Người tốt. Có cáo mưa mà che hai người sao mà che được. Mệt ghê hà hồ biết. Đây, che đi con. Wow, hay quá à. Đẹp không? Dạ đẹp. Ta là người xấu. Người tốt. Người xấu. Người tốt. Người xấu. Người tốt. Người tốt. Người xấu. Cho con nè. Tại vì con vừa nói đúng, ta là người xấu con à. Thôi, ta đi đây, tạm biệt cô gái nhỏ. Người tốt ơi. Gì? Người tốt đá bộn không? Hả? Con gì? Cho người tốt nè. Còn mấy củ? 1 củ. Gì có 1 củ mà sao ăn? Con ăn 1 nửa, người tốt ăn 1 nửa. Trời ơi, dễ thương quá vậy, thiệt không? Có giấu trong đó không? Đâu coi coi, kiểm tra thử. Không có gì luôn nè trời. Có 1 củ mà hả? Dạ. Thấy thương quá, được rồi. Hồ bia. Đây. Con ơi. Dạ. Bộ đồ này con mặc lâu chưa? Dạ, 3 năm. 3 năm 1 bộ đồ à? Dạ. Được rồi, ta sẽ giúp đỡ con. Lại đây nào. Hồ... Cái này là ta tự biến ra chứ không có sự sắp xếp gì nha con. Dạ. Con thích không nào? Dạ thích. Được rồi, thôi ta đi con nha. Nhưng mà ông ơi. Gì nữa? Con muốn cái gì nè? Giờ con có ước mơ gì nữa? Con muốn một điều ước. Điều ước gì? Con muốn gặp ba mẹ con. Thưa, ba mẹ của con làm sao mà ta biến ra được chứ? Tại vì từ đó tới giờ á, con không gặp được cha mẹ con. Đi xuống đất, ta ăn thịt ngươi bây giờ. Chú là người tốt. Ý, chết, mưa rồi. Chú ơi, vô đây nè. Vậy à, bây giờ muốn ước ra ba mẹ đúng không? Dạ. Được rồi, hãy lại đó, ta sẽ biến ra ba mẹ của con. Lại đây. Rồi. Này hỡi ba mẹ của đứa bé, hãy xuất hiện đi nào. Ta đi đây, tạm biệt cả nhà mình nha. Nhớ ngoan và học giỏi con nha.